Kính chào cô chú anh chị, hôm nay mình có mua được 12 cân cái sạ đen loại nguyên lá như thế này. Thì thông thường cái sạ đen á, thì mình đang bán thì nó sẽ có gồm cả cành và cả lá. Nó giống như ở trong cái túi này mà mình đang bán này. Thì hôm nay có cái cô này, cô ấy, thực ra là cô ấy cũng bị u và cô ấy trồng cái sạ đen này để cô ấy dùng và trồng nó nhiều quá. Cô ấy uống không hết và cô ấy làm. Thì cái số lượng đây nó chỉ có 12 cân thôi và cái số lượng nó không có nhiều. Thì cô chú anh chị nào có lấy cái sạ đen mà muốn loại nguyên lá đấy thì liên hệ với mình để có thể lấy ngay ở cái lô này, rất là thơm, rất là ngon. Và cái này để trị tiêu u khá là tốt. Với cái sạ đen này thì mọi người tìm hiểu thì sẽ thấy là cái tác dụng về tiêu u và hỗ trợ điều trị ung thư khá là tốt. Thì cái này, cái loại nguyên lá thì mình sẽ bán là 90.000 đồng một cân. Còn đối với loại bình thường như thế này mình đang bán là 80.000 một cân. Thì cô chú anh chị, cái này nó không có nhiều, cho nên là mọi người nếu mà mua, mình có nhu cầu hoặc là mình muốn uống cái sạ đen thì mình lên gọi điện cho mình để mua ngay. Tại vì nó chỉ có tầm, cái này mà hôm nay mình mua được là 12 cân. Và bán hết cái này là sẽ lại về cái này thôi. Cho nên là mọi người cần thì phải mua ngay khi mà mình lên những cái video như này, tại vì cái số lượng nó không có nhiều. Những người mà bị gan nhiễm mỡ hay là gan có độc tố nhiều thì chúng ta sử dụng cái sạ đen này rất là ok và cải thiện cái chứng mất ngủ khá là tốt. Suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể thì chúng ta cũng sử dụng cái sạ đen này được. Loại bình thường thì mình vẫn bán là 80.000 bao gồm cả lá và cả thân, nhưng mà hôm nay thì có đâu đấy 12 cân loại nguyên lá như thế này thì mình đưa lên để cô chú anh chị nào cần để mình hãy đặt trực tiếp luôn. Cái này có thể là ngày mai cũng sẽ hết ngay hoặc cũng có thể là trong 2-3 ngày tới tùy theo cái lượng mọi người đặt, nhưng mà cái này nó không có nhiều nên mọi người cố gắng đặt nhanh. 90.000 đồng một cân cho loại nguyên lá như thế này. Và lưu ý với chú anh chị là nó không có nhiều nhé, nên mọi người đặt nhanh. Còn sau đấy thì cái loại này thì lúc nào, gần như lúc nào mình cũng có. Đó. Mọi người có thể thấy hai loại nó khá là khác nhau về cái độ đẹp. Mà cái loại này nó chỉ hơn có 10.000 thôi. Ok, xin kính chào cô chú anh chị. Chúc mọi người sức khỏe và thịnh vượng. Nhớ đặt sớm nếu như có nhu cầu. Và cái giá thành nó chỉ cao hơn cái loại bình thường là chỉ 10.000 thôi. Bởi vì thực tế là cái cô này cô cũng chỉ làm để cô ấy uống thôi, nhưng mà thừa, do thừa ra cho nên là cô ấy mang cô bán thôi. Đó, và mình vô tình mình mua được. Ok, xin kính chào cô chú anh chị. Chúc mọi người sức khỏe và thịnh vượng.